Quý vị hiện tại cũng như tất cả quý vị đang online, hôm nay chúng ta trở lại với Di Ma Cật Sơ Thuyết. Như từ đầu Thầy đã thưa với đại chúng, Di Ma Cật Sơ Thuyết chúng ta không phải là một lớp học nghiên cứu về văn bản, mà chúng ta đang chú trọng tới giáo nghĩa. Tất cả chúng ta đều chú trọng vào giáo nghĩa. Hình như Thầy cảm thấy gần đây lớp học như lười học dần dần phải không? Đi học lười biếng dần dần phải không? À, cái này nó miêu tả nguyên nhân sao hay là mệt mỏi rồi? Thực ra mà nói, khi Bồ Đề Tâm chúng ta đủ mạnh, đủ kiên cố thì không có cái gì cản trở chúng ta được. Khi nào chúng ta ý thức cái nắng nhiệt ở trong sa mạc sanh tử, nguy hiểm rình rập giữa đại dương của luân hồi, thì chúng ta mới khát ngưỡng và cần cầu giáo pháp. Và một khi khởi tâm khát ngưỡng cần cầu giáo pháp thì chúng ta coi thường tất cả mọi thứ trở ngại cho cái tâm cần cầu này. Điển hình như ai? Như Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi thiền mà sinh tâm buồn ngủ, Ngài rất là nghiêm khắc với cái giấc ngủ đó bằng cách kích cái mí mắt liệm bỏ. Ngài nói một câu: chưa thành đạo tại sao ngủ ý. Tức là cái thái độ của Ngài đối xử với thân của Ngài rất là nghiêm khắc. Cũng như Tổ Hỏa Khá đi tìm sự giác ngộ, thấy rằng luân hồi vô lượng kiếp, tới ngày hôm nay sợ quá rồi, nếu hôm nay mà không giác ngộ được nữa thì chẳng biết bao giờ mới giác ngộ, và chẳng biết rồi khi thân mạng không còn nữa thì việc gì xảy ra đây. Cho nên Ngài có thể quỳ ở trong tuyết suốt một đêm mà không có thấy lạnh, không có thấy nhọc mệt, thậm chí có thể chặt cả cánh tay đỡ trước mặt tổ. Cho nên thưa quý vị, viện Phật học chúng ta, quý thầy đều là phàm nhân, không phải lúc nào cũng có thể đáp ứng hết cái sự mong muốn hoặc là cái sự hào hứng trong học tập của các vị. Nhưng chúng ta tự mình xem xét ở tại đất Mỹ này có chỗ nào có một cái lớp học như vậy hay không? Có hay không? Có một điều kiện nào tốt hơn hay không? Ở đây Thầy nói một cách khách quan, nếu như có chỗ nào tốt hơn, các vị cứ tìm tới chỗ đó mà chú tu tập. Tại vì sao? Bởi vì tự thân của Thầy chưa bao giờ muốn rằng giữ chân một ai. Tuy nhiên, nhìn xa ra thì thấy rằng nếu chúng ta không hiểu biết Phật Pháp, thế nào chúng ta cũng lầm lạc và trôi lên. Cho nên ngay cả cái việc khó nhọc ở tại viện Phật học này, tự thân Thầy lo lắng đủ điều và nghĩ tới một con đường lâu dài cho một đại cuộc, nhưng thiếu người chia sẻ, thiếu người trợ giúp, mà có dư người oán trách, có dư người lấy hờn. Đó là một thực trạng mà chúng ta đang đối diện. Hơn nữa, ở trong đời mạt pháp này, chúng ta làm việc thiện, chúng ta làm những cái việc có ý nghĩa giải thoát như pháp mà hành trì,
không hẳn người ta đã ủng hộ hết, cũng không hẳn người ta đã hiểu đúng hết. Khi hiểu không đúng và không ủng hộ, tự nhiên người ta sẽ diễn đạt theo một cái ý nghĩa khác đi. Rồi từ ý nghĩa khác đi đó, nó sinh cái tâm hiềm khích, ganh tị và gây ra nhiều cái chướng duyên. Đó là một cái khó nhọc, đó là một cái nỗi niềm chua xót cho cái bản thân chúng ta. Bản thân chúng ta nghiệp chướng sâu dày, tới ngày hôm nay chưa giác ngộ, chưa giải thoát. Cho nên hôm nay chúng ta còn ngồi đây học đạo, nghĩ như thế mà hổ thẹn. Và nếu như ai khát khao học tập để giác ngộ chân lý, thì chúng ta không có khởi tâm hờn trách bất cứ cái gì. Chúng ta đến để chúng ta lấy giáo nghĩa, chúng ta lấy Phật Pháp, hoặc chí ít nữa chúng ta tạm theo một cái chương trình. Để chi? Để mình nương vào chương trình đó và tự mình cầm quyển kinh trên tay, tự mình quán chiếu, tự mình nhận thức. Đó là điều rất là quý báu. Thành ra quý vị cứ nhìn thấy đó, nói những cái chuyện tớ nhị, thầy thấy quý Phật tử cúng dường ở Chư Tăng, thầy hoan hỷ mừng vô cùng. Các vị thấy các thầy đi dạy ở xa cần mẫn, các vị hoan hỷ cúng dường ít nhiều, đó là một cái phước báo. Thành ra hồi đầu tiên á, có một số còn ngại, nhưng mà thầy nói đừng có ngại. Thực sự thầy hoan hỷ chứ không phải nói lời khách sáo. Cái thân của chúng ta nó giả tạm, việc chúng ta làm là phước. Các vị phát nguyện phước chỗ nào, sinh tâm hoan hỷ ở phương diện nào, thì hãy thuận theo phương diện đó mà tạo phước. Đó là một cái lòng thành thật. Cho nên thầy mong quý vị thấu cho điều này. Để chi? Để thấy rằng cái lượng tâm của diện Phật học chúng ta cầu mong tất cả đều thánh thiện, đều an lạc. Đó chính là chúng ta đang y Pháp mà hành trì, sống với Pháp, ở với Pháp. Như vậy thì chúng ta mới có sự giác ngộ. Đã. Không có sinh cái tâm ích kỷ nhỏ mọn. Thành ra thầy xin vài phút thầy chia sẻ như vậy để quý vị nhắc nhở bạn đồng tu với nhau. Một khi người bét tay vào tu học, ngủ một giấc dậy, tức là bỏ qua hết chuyện ngày hôm qua. Mở mắt ra, chuyện ngày hôm qua là bỏ hết, không có đỡ nó vướng ở trong đầu của mình. Và nhất là cái việc chùa, ở cái chỗ ba tánh thiên hạ, mỗi người một tính, và ai cũng thể hiện cá tính của mình, chuyện đó là bình thường. Không có việc gì mà chúng ta phải phiền não, ngủ một giấc dậy, hoan hỷ hết tất cả. Và chúng ta trở lại với nội dung chính của mình là gì? Là nương vào phương tiện này để chúng ta học cái giáo nghĩa giải thoát. Các vị, ngày hôm nay nếu như học một cách tinh tấn, cẩn mẫn, chắc chắn ở trong tâm các vị thấy rõ hơn nhiều lắm. Có nhiều vấn đề các vị đã thấy rõ hơn nhiều lắm. Đã. Còn nếu chúng ta đi tìm một cái vị thầy dạy cho chúng ta vui vẻ, khi chúng ta nghe mà chúng ta thoải mái, chúng ta thích thú, chúng ta cười ngất ngà ngất nghẽo, cái đó giống nó không có bền, nó không có vui bền, là chúng ta đi xem hài kịch. Chúng ta xem hài kịch đó, nó vui hơn nhiều lắm. Nhưng mà hài kịch nó vẫn là hài kịch và không thể giải thoát được. Vấn đề giải thoát đau khổ, chúng ta bằng sự nghiêm túc, đúng nó ra trong luật định, không cho phép một vị giảng sư nói cười hớ răng đối với người nghe. Chứ đừng nói chi là chuyện gì khác. Nhưng mà trong phương tiện của thời mạt Pháp này, phải uyển chuyển. Nhưng mà có người thì vừa ý, có người không vừa ý, rồi bị quấn chặt bởi phiền não đó, mà chúng ta tự bỏ mất cái phước của chính mình. Cho đó ta nên một lần nữa thầy kêu gọi quý vị cùng nhau nhắc nhở, tinh tấn để chúng ta tiếp tục cái chương trình này cho thật là vững mạnh, và chúng ta cùng nhau tạo ra một cái duyên thánh thiện hơn để xây dựng cho được một cái ngôi nhà Phật Pháp mà ở trong thời mạt Pháp này hết sức là khó khăn. Đứng trên phương diện đó, cho nên chúng ta đến đây là để chi? Để chúng ta lượm cái giáo nghĩa. Thành ra ví dụ như chúng ta gặp một cái vị sư hoặc là một cái vị Phật tử nam truyền, người ta nghi ngờ bản kinh Di Ma Cật này không phải do Phật nói, kinh Di Ma Cật không phải, không có thật, là một câu chuyện huyền thoại, là một hư cấu,
quý vị ứng xử như thế nào? Chúng ta chỉ cần trả lời với họ thế này: khoan tìm hiểu nó là gì, mà hãy dùng cái trí não của mình xem giáo nghĩa ở trong này có đáng để hành trì hay không. Phải không? Cái lời dạy đó có đáng để chúng ta học hay không? Cái giáo nghĩa đó có đáng để chúng ta thực tập để giải thoát hay không? Và chúng ta y như Phật nói rằng là đừng nghe những gì là kinh điển, là bậc hiền triết, và thậm chí đó là lời của ta nói, mà hãy y vào những gì các ngươi hiểu biết, các ngươi nhìn thấy, nó có lợi cho mình, cho mọi người. Sau khi suy xét cẩn thận thì hãy hành trì theo đó. Phật nói như thế mà, tại sao chúng ta không dùng trí não của mình? Cho nên nhất định phải dùng trí não của mình. Các vị đang ngồi ở đây, đang đối diện với Thầy, Thầy nhìn các vị nhìn Thầy rất là rõ, con người bằng xương bằng thịt, mà chúng ta đang làm cái gì? Chúng ta đang nhắm con đường gì? Cái gì rõ ràng, phải không? Cho nên chúng ta phải tin những đôi mắt của mình, tin vào trí não của mình, nhận định rõ ràng và chúng ta hành trì theo đó. Không được đỡ bất cứ một cái nhân duyên hoàn cảnh nào nó xuyên tạc trong đầu của mình, và thế là làm ảnh hưởng cái tầm nhìn và cái bồ đề tâm của mình. Như vậy mình trở thành một cái dại dột. Như vậy thì thưa quý vị, ở trong phương diện đó, chúng ta nhìn giáo nghĩa mà Duy Ma Cật dạy chúng ta, chúng ta chưa nói tới cái tư cách của Ngài, và chúng ta cũng chưa bàn đến là trên thế gian này có một con người như vậy hay không. Nhưng chúng ta có thể quyết chắc một điều là những cái gì Ngài làm được thì mình làm được. Ngài làm được 1000 điều, chắc chắn ở trong đó mình cũng có thể làm được 1 điều, nếu như mình quyết định làm. Và dĩ nhiên tư cách của mình không có hoàn hảo như Ngài, nhưng mà ít nhiều mình cũng có thể làm được 1 điều như Ngài làm. Ở trong bối cảnh Duy Ma Cật bị bệnh, và chúng ta thấy vị Bồ Tát họ phương tiện vào cái bệnh tật để họ thực thi cái hiểu biết trong Phật Pháp. Họ lấy đó làm cái duyên để họ hoành pháp lợi sanh. Thành ra chư Đại Bồ Tát họ tận dụng tất cả mọi nhân duyên, tận dụng tất cả mọi nhân duyên để vì lợi lạc chúng sanh. Và chúng ta thấy chư tổ chúng ta cũng vậy. Con người ta còn sống ha, dạy cho người ta, dạy cho người ta tu. Người ta bệnh, dạy cho người ta tụng kinh dược sư cho bớt bệnh, niệm Quan Âm cho bớt bệnh. Người ta gặp nạn niệm Quan Âm, rồi người ta chết thì niệm tụng kinh Di Đà, niệm Phật Di Đà. Thậm chí người chết rồi cũng còn kéo tới ở nghĩa địa mà ngồi đó mà tu tiếp. Tu tới mức mà đi vào trung ấm thân cũng ngồi đó mà giảng mà tu. Và thậm chí sinh con ra cũng tu. Chúng ta thấy trong cái phương tiện hoằng pháp lợi sanh lịch đại tổ sư chúng ta phương tiện dễ sợ không? Tất cả mọi phương diện các ngài đều đưa vào đó một phương thức tu hành. Thì ở đây chúng ta thấy Bồ Tát Duy Ma Cật, Ngài đã tận dụng cái phương tiện bệnh tật của Ngài để Ngài giáo hóa. Cho nên kinh văn nói rằng: nay bằng phương tiện ông hiện thân có bệnh. Trang số 95. Vì ông bệnh mà quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, bà la môn vân vân, cho đến các vương tử cùng các thuộc hạ, vô số hàng ngàn người đã đến thăm viếng ông. Một vị cư sĩ khi bệnh nằm xuống, với cái mối quan hệ quen biết cũng như cái khả năng của Ngài, mà tất cả mọi người đều muốn tới để thăm ông, thăm Ngài. Duy Ma Cật nhân nơi bệnh của tự thân mà thuyết pháp. Lấy bản thân mình làm bằng chứng để ra là thuyết pháp một cách rộng rãi cho tất cả những người đến thăm. Cái điều này hay lắm. Tự nhiên mình đi thuyết pháp người ta không nghe, nhưng mà khi mình bệnh nằm xuống thì bắt đầu người ta tới thăm, và nhân cơ hội đó mà giảng dạy cho họ. Chứ không thể tự nhiên tới nhà người ta gọi người ta ra dạy được, không có. Hình dung được không? Và ông nói, cái lời nói của ông á, đoạn kinh này là cái đoạn kinh mà mỗi lời nói của ông chúng ta nên xem như là một công án thiền.
mỗi câu như là một công án. Và chúng ta chọn một cái công án đó mà hành trì. Nghĩa là gì? Nghĩa là nhận ra một câu thôi, nhớ một câu ở trong đầu và suy nghĩ cho tường tận, cho thấu đáo cái lý nhân quả, cái lý sanh diệt ở trong cái câu đó, cái hiện tượng trong câu đó. Và khi chúng ta đạt được một sự giác ngộ tuyệt đối ở trong một câu đó thì chúng ta trở thành một người giải thoát. Phải nhìn như vậy mới hiểu được cái ý nghĩa của câu kinh này. Cho nên Ngài nói: này các nhân giả, thân này là vô thường. Ở đây nói là một đạo lý vô thường, tức là nó không có thường còn, nó thay đổi. Và đang nói cái thân hiện hữu này, chứ nói cái tâm. Nói cái thân này nó không có chất thật, không vững mạnh, nó không vững mạnh, yếu đuối. Mới thấy vậy đó, con người ta chết hồi nào không hay. Mới thấy đó thôi, cũng chẳng bền lâu. Đây chính là một câu nói. Thân này là vô thường, không vững mạnh, yếu đuối, cũng chẳng bền lâu. Chúng ta ngồi suy nghiệm, quán chiếu vào câu này. Ngày xưa Phật dạy các vị tỳ kheo buổi trưa sau khi đi khất thực về, Phật nói một câu kinh hoặc là một cái ý nghĩa nào đó, một cái việc, một cái giáo nghĩa nào đó, và khi các ngài nghe và ghi nhận rất rõ ràng ở trong tâm, rồi các ngài tìm một gốc cây ngồi tư duy chiêm nghiệm về đạo lý đó. Đó gọi là gì? Là văn tự bát nhã, và gì? Quán chiếu bát nhã. Và nhờ đó mà thấu triệt được thật tướng bát nhã. Cho nên quý vị học pháp một tuần 4 bữa làm sao mà không quán chiếu? Mà tại sao lại đi học pháp, học Phật pháp lại sinh phiền não? Lạ quá. Cái phiền não do chính ở trong tâm chúng ta trỗi lên và bên ngoài nó gây ra chỉ là cái duyên thôi, đúng không? Bên ngoài thực ra chỉ là cái duyên, ở trong tâm chúng ta là quan trọng. Trong tâm chúng ta hoan hỷ thì việc gì cũng hoan hỷ. Còn trong tâm chúng ta nó có sẵn cái phiền não rồi, và khi cảnh bên ngoài hiện ra không giống như những gì mình suy nghĩ, hoặc là không giống như những gì mình thích thú, thì lập tức phiền não nó sinh liền. Và phiền não sinh ra, thế là nói lời oan trách, và hành động theo đó là hành động khước từ. Đó là cái thói quen của chúng ta. Như vậy thì hôm nay tại sao chúng ta không nhìn rõ ở trong tâm của mình? Thưa quý vị, bây giờ đây các vị biết, thậm chí khi ngủ các vị cũng biết rằng mình ngủ như thế nào, đọc sách nghiên cứu về khoa học. Nhưng mà quý vị thừa thấy rằng là tất cả những hiểu biết đó đều dựa trên thân tứ đại ngũ uẩn này mà có sự hiểu biết. Vậy thì sau khi tứ đại ngũ uẩn nó tan rã rồi, chúng ta biết cái gì không? Lúc bây giờ đó là một cái thế giới mà chúng ta hoàn toàn chưa bao giờ biết tới. Thì chừng đó mình sẽ như thế nào? Và vấn đề gì xảy ra? Và chúng ta sẽ ứng phó như thế nào trong bối cảnh đó? Và chắc chắn chúng ta sẽ đến chỗ đó. Nhưng tại sao mình không có nhận ra, không cố gắng lên? Cho nên học Phật đó, chúng ta chiêm nghiệm không gian của Phật là không gian ba cõi mười phương. Thời gian của Phật là quá khứ, hiện tại, tương lai, vô lượng kiếp, từ khi có tâm thức cho đến ngày thành Phật. Không gian và thời gian như vậy, thành ra chúng ta thấy mình rất nhỏ bé ở trong đó, và mình cần phải làm rất nhiều thứ. Còn chúng ta thu gọn cái không gian thời gian ở trong một ngôi chùa, trong một gia đình, hoặc là ở trong một cái đời này thôi, thì tất nhiên chúng ta sẽ có chướng ngại. Thấy không? Cái tầm nhìn của mình đứng lui ra một chút là thấy liền. Chúng ta chỉ cần đứng lui ra một chút, chúng ta thấy cái đạo tràng chúng ta nó hết sức mới mẻ, cái trường học chúng ta nó hết sức sơ khai, và có rất nhiều thứ cần phải cố gắng, cần phải nỗ lực, và nỗ lực liên tục ngày đêm, chúng ta mới cùng nhau xây dựng được một cái chương trình cao thượng, một chương trình chúng ta gọi là chương trình thanh tịnh, một chương trình mà hiện giờ nó khó làm. Đó. Nếu như nó dễ làm thì ai làm, người ta làm hết rồi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng chúng ta đang đi trên con đường khó đi, nhưng nó rất ý nghĩa. Thì tự nhiên chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa. Còn chúng ta nhìn, ô, chùa này sao
ông thầy không có không có cái linh, không cái linh. Cái linh bằng cách là sao? Ô cha cô tu pháp môn gì mà hay thế, cô trễ ra mệt mệt, cô xinh đẹp ra, cô nhiêu tuổi rồi? Vậy là nói tôi, thưa thầy con 80 rồi, trời ơi 80 mà trễ quá, bằng người ta 30. Nói vậy mà cũng nói được. Mà tự nhiên ấy, trong lòng phơ phớ có nhiều tiền đưa hết. Còn giờ thấy chùa, thấy thầy Quyền Châu mệt mệt cứ lầm lì lì ra vô thấy chán quá. Tính gì cho ông đồng mà thấy mệt chán quá, khổ cho luôn. Nó không phải là không có, nhưng mà lầm lì lì. Tại vì thực ra là gì? Là suy nghĩ quá nhiều thứ cho nên không để ý. Trong đầu suy nghĩ quá nhiều thứ, tại vì nó quá nhiều thứ mà không có thông suốt thì không thể nào hướng dẫn được, không thể nào tổ chức được, không thể nào dẫn dắt được. Và sợ rằng là khi mình dẫn dắt mà nó lầm đường lạc lối, cũng giống như con trâu mà đi đầu đàn mà đi tầm bậy thì cái đàn sai theo. Thì con trâu này xuống địa ngục thì xuống hết cái đàn như vậy thì ai chịu đây? Cho nên làm sao mà không sợ, không lo? Và thầy cũng là một phàm nhân thì làm sao mà không cẩn thận? Đâu phải thánh biết là đúng đâu. À, chứ mà thấy mà lầm lì lì thấy khó ưa. Thôi cắt, cái đồng nào cắt hết. Chúng ta thấy không? Cái chuyện đó là nó rõ ràng như vậy đó, thầy hiểu. Thầy hiểu cho nên là nói chuyện, thầy nói chuyện cho vui, cho vế suốt ngày. Khi nào thầy không có gánh cái trường đây ấy, thì thầy làm thừa sức cái chuyện đó. Hồi xưa ở Việt Nam thầy sống 5 năm như vậy mà. Bất cứ Phật tử già trẻ lớn bé vô chùa không có ai buồn hết ấy. Vô trong chùa là có niềm vui, gặp thầy là có chuyện cười rồi. Từ tăng chúng mà Tết mà nó không thèm đi chơi ở ngoài, tôi nói ủa sao mấy đứa con Tết không đi chơi, cho chơi mà sao không đi? Nó giờ ở chùa vui hơn, ra kia không có gì hết. Tại sao nó vui? Trong người nó vui rồi thì lúc nào nó còn vui. À, thì thưa quý vị rằng đó là gì? Thầy làm được. Nhưng mà bây giờ đây cái trọng trách nó vượt quá cái sức của thầy. Thành ra không còn cái thời gian cho thấy mọi người đi ra đi vô thầy biết hết chứ. Tôi xin lỗi chứ vị nào vén mặt thầy biết chứ không phải không biết. Thậm chí thầy còn biết tại sao giận cái gì, buồn cái gì mà nghỉ học. Không phải thầy không biết đâu. Trách người này, giận người kia, hờn người nọ, rồi oán ngược sang thầy tại sao là không có lên tiếng, không nói, không hướng dẫn, đu thứ vậy đó. Rồi thầy thì giống như là không có mời chào, đủ thứ hết, hiểu hết á. Nhưng mà thử vô làm thầy một bữa thì biết này. Cho nên ở đây nói thế để chúng ta, còn quý vị biết tại sao ngay cả cái thời gian á mà giảng cho các vị này, thầy mời các thầy khác mà thầy lui lại, nó cũng có cái lý do của nó. Có khi thầy biết rằng nếu như thầy nói chuyện nhiều hơn thì nó tốt cho các vị, tâm của các vị có thể thích thú hơn. Nhưng mà thầy vẫn không nói nhiều. Tại vì sao? Gần chùa kiếm Phật bằng anh ấy. Hiểu không? Nói nhiều quá nó nhàm. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, một cái quý báu nhất của chúng ta là gì? Là tinh thần tập thể. Tinh thần tập thể là một cái tinh thần quý báu nhất. Tinh thần dung chứa, tinh thần cưu mang, tinh thần đùm bọc, đó là một điều khó làm nhất. Thậm chí ở chùa người ta dung chứa một hai người đệ tử, dung chứa không nổi. Dung chứa Phật tử thì nổi. Tại vì sao? Có người sai báo. Còn dung chứa cái người giàu thì rất là dễ dung chứa. Bởi vì đâu có thấy cái người đó, như người đó làm sai làm đúng không thấy, mà lại con mắt bận nhìn vào cái túi tiền của họ. Sự thật là như thế phải không? Nói là đụng chạm nhưng mà như vậy đó. Các vị nói xin lỗi chứ bây giờ cứ tháng các vị cái chết cái rẹt cúng cho ngàn, các vị cúng 10 lần thành cái bồ đề của chùa, phải không? Đó, rồi sau này có chuyện gì đó là nhớ tới cô bà cô bảy, nhớ rất kỹ số điện thoại, nhớ số nhà cũng nhớ, bao nhiêu túi cũng nhớ, sinh nhật cũng nhớ. À, rõ ràng như thầy nói không phải là phỉ báng, nhưng mà đó là cái hiện tượng ở đây nó là như vậy. Nhưng tức là gì? Tức là cái ánh sáng của Phật Đản, của Vu Lan đó, nó sáng hơn cái hào quang của Phật. Thấy không? Đầu đơn lắm.
nghĩ nhức đầu, làm suy nghĩ nhức đầu, trăn trở làm sao. Mình cứ ngồi oán hờn Phật, Phật Pháp, buồn cho Phật Pháp, nhưng không chịu làm gì hết cho Phật Pháp nó thay đổi. Ít nhất mình đi học cho cái đầu óc mình nó thông thái đi. Nhưng mà mình sợ, tại vì mình học nhiều quá mình thông thái. Có phải không hả? Có chứ, có số người học nhiều quá sợ mình thông minh. Thành ra thôi mình học sơ sơ thôi chứ, học nhiều quá dối người ta thấy người ta chịu không nổi. Đó, mình sợ chỗ đó, cho nên mình cứ ôm cái dốt, dốt đẹp luôn á. Thành ra sự thật là như vậy, thầy nói có đụng chạm không? Nghề chán lắm, nghề thầy Quyền Châu là cứ nghề chửi thôi. Phiền não. À, nhưng mà phiền là chịu, đôi khi chửi vậy mà biết đâu á, lúc nào đó rồi tự nhiên giác ngộ, à ông thầy nói cũng có lý hả. Lúc đó chúng ta lại đứng lên, để chúng ta thay đổi cái tâm tánh của mình. Và quán chiếu này, quán tức là tập trung tư tưởng cho nó thấy rõ hiện tượng diễn ra liên tục ở trên thân này. Thân của mình là một đối tượng tu hành, không lấy cái gì khác, không lấy sự cái chùa hay là cái Phật sự hay là cái thân của ai, mà lấy cái thân của mình. Nhìn thấy nó già suy không? À, lúc nhỏ thì nó xinh xắn, nó đẹp, nó còn thơm tho, mà càng lớn càng già càng hôi càng xấu, rõ ràng như thế đó chứ. Cái nước da mình nó thấy nó sần sùi thì nó xấu đi. Rồi cái mồ hôi mình ấy, nó còn hôi hơn lúc nhỏ nữa. Mình thấy rõ ràng. Như vậy mà có gì đâu hay ho mà thích thú. Nhưng mà cưng chiều cái thân này, đi học một chút sợ mệt, người ta chửi một chút có tự ái. Ai chửi mà cờ họ, ai bảo mình nghe chi, mình đừng nghe chứ. Các vị nghĩ người ta không chửi thầy hả? Chửi thầy còn hơn chửi tà nữa đấy. Không phải em có đâu. Ta chửi đủ thứ hết. Người ta chửi những cái cách chửi nặng lắm. Người ta hủy nhục những cách rất là nặng. Nếu như mình nghĩ ra đầu mình nó nứt đầu luôn á. Nhưng mà có khi thầy không chịu nghĩ, tại vì nghĩ chuyện khác mới không nghĩ chuyện này. Thực ra mà nói này nói kia thầy đâu biết gì đâu. Tại vì thầy trăn trở cái việc nào làm sao cho nó thành cái trường học. Làm sao cho mọi người thấy được cái giáo nghĩa thẩm thông vi diệu mà Đức Phật đã truyền bá cách đây trên 2500 năm. Làm sao tuệ giác của Phật được mọi người nhận ra và chính họ ra khỏi phiền não đau khổ. Như thế là được rồi. Còn chuyện khác không có thời giờ bận tâm nữa. Thì ở trong cuộc sống các vị cũng có thể học cách này để thấy vạn vật vô thường, có gì đâu mà phải bận tâm nhiều lắm. Đây là pháp chống mục rã không đáng tin cậy. Ngài nói rõ ràng vậy đó. Này các nhân giả, thân này là vô thường, không vững mạnh, yếu đuối, cũng chẳng bền lâu, là pháp chống mục rã không đáng tin cậy. Đúng không? Rõ đúng như vậy. Gật đầu nhưng mà chưa chứng được. Cho nên phải quán. Quán tới khi nào nó chứng mới thôi. Nhận ra nó sâu vô. Thành ra tất cả những cái thứ khác không còn quan trọng nữa. Nó là sự khổ, là sự ưu não, là nơi tập hợp của tất cả các loại tật bệnh. Đúng không? À, có cái thân này cho nên nó chứa bao nhiêu cái khổ. Tám khổ, sanh lão bệnh tử khổ, ưu não suốt ngày, buồn cái này, giận cái kia, hờn cái nọ, đủ thứ hết. Ở nhà thì giận nhà, ở chùa giận chùa, ở nhà giận chồng giận con, về chùa giận thầy. Đi đâu mình cũng giận hết. Đó, giống như giận là ngon lắm vậy đó. Phải không ạ? À? Nói không có đâu. Hỏi chút mình lấy cái sức mạnh của giận hờn đó. Rồi nó là tập hợp của tất cả những loại bệnh tật. À, có đúng không? Nói như có thân là thì nói gì bệnh tật. Hồi xưa bốn sư của thầy á, hồi nhỏ thầy trời mùa đông lạnh quá, thầy mới mặc cái áo lạnh, rồi thầy quán cổ đội mũ lên, rồi cái mới xách nước tưới cây rau cho nó lạnh quá, cây nó lạnh quá nó không lên được, nó lạnh như tới mức đó thì mình phải tưới cái xương nó tan đi á. À, thì bốn sư thầy ở Bình Định mà thầy trò chứ mà hay nói chuyện mày tao chứ không có nói thầy có người hết. Bốn sư thầy ông nói mày mấy tuổi rồi, ông gầy gốc ông nói cứ đấy á. Dạ con 19 tuổi. Ông 19 tuổi người ta gọi 17 bê ghế sừng trâu. 19 tuổi mày làm gì mặc áo 2-3 lớp quấn cổ gớm mày,
ha, mày coi tao này. Cái là ông mặc cái quần, cái dây xanh cái quần lên, ông mặc cái áo lót ở trong vậy đó, xách nước đi. Ừ, tưới 2 giờ đồng hồ. Xong rồi cái ông nói ai cũng như tao, bệnh viện đóng cửa hết. Ông nói, mình nghe đấu giá mày đâu, dạy mô phạm. Tiếng ngồi xe ông vô lên chốt. Lên chốt nằm nóng lạnh nằm rồi. Xong rồi mình nấu cho tao nồi nước xong. tức là gì, thưa quý vị rằng á, lúc đó tao mới đâu có dám nói gì. Thành ra ông thầy ông la, thực ra là ông muốn sách tấn mình, là đừng có hở một chút là cưng chiều cái thân xác. Ông muốn dạy cho mình cái tư tưởng đó thôi, tức là đừng có cưng chiều cái thân xác, đừng thấy nó mệt một chút là tìm sự nghỉ ngơi, đừng thấy nó bệnh một chút ấy là muốn tìm cách là sợ nó bệnh mà không dám lên xả vô công việc. Hồi đó ông cứ dạy thầy đấy ra để thầy chịu đựng, cứ chịu đựng những cái gian lao cực khổ như vậy. Và hồi đó bốn sư thầy nói rằng tao mà không dạy mày thì không ai dạy mày hết, mà tao dạy mày không chết đâu, cuộc đời nó dạy mày là mày sẽ chết. Ông nói những cái lời nó thô thô mà y chang vậy đó. Rồi sau này gánh vác cái đại sự thì sẽ nhớ rằng cái cực khổ ngày hôm nay nó không có thừa đâu. Lúc đó mình nói con đâu có thèm gánh vác đại sự gì mà thấy khổ, nghĩ trong bụng thì không dám nói ra đâu, hay trong bụng hay cãi lại vậy đó. Nhưng mà quá nhiên sau này cực khổ gian lao thì thầy mới nói thì ra những ngày tháng đó rất là cảm ơn. Nếu như không có cái gian lao cực khổ đó thì không dám đối diện với những cái phức tạp đó. Như vậy thưa quý vị rằng đời tu của chúng ta khổ một chút nó cũng vui chứ không có gì hết. Cái khổ một chút thì mình cũng thấy nó được, chứ thực ra mà nói trên đời này nó bình phẳng thì có gì đâu mà tu nữa. Cuộc đời này sinh ra rồi ăn uống rồi đầy đủ rồi mọi thứ, rồi tới cứ giải già đi rồi chết thì ai làm được, phải không? Nó không có gì gọi là anh hùng hết, không có gì gọi là thi thố hết. Và như thế thì chẳng có gì gọi là cái hào hiệp của nghĩa khí hết. Như thế chúng ta học cái đạo. Hồi xưa ở trong nước á, tối anh em ngồi trên giường khôi thứ nói chuyện đỡ mai tiễn biệt thầy đi ở tù. Hồi đó nó có cái cảm giác vậy đó. Tự nhiên anh em cảm giác một cái việc thầy làm và sẽ cái không khí nó như vậy. Thì lúc đó thầy mới ngồi trên giường, thầy cũng nói thật, giờ cũng có mấy thầy trẻ cũng qua đây cũng biết chuyện đó mà, chính mấy thầy hồi đó như vậy mà. Rồi nói chuyện với thầy, thầy mới nói không có gì, làm trai chịu một chút cái khổ đau cũng giống như hít thở với cái không khí khổ đau của dân tộc, cái không khí đau thương của quê hương của đất nước, thì đó cũng là một điều hạnh phúc, là một điều may mắn. Chứ sợ mình không có được hít thở với cái không khí trầm hùng bi thống đó thì mới đáng tiếc trong đời này. Thì cái tinh thần sắt đá không biết sợ, cũng chẳng ngán chết là gì, tất cả đều nhờ cái pháp quán vô thường. Nhờ cái pháp quán vô thường này mình không sợ hết, mình chỉ sợ mình chết một cách vô duyên. Thì có nhiều người chết vô duyên nhá, có không ạ? Có nhiều lắm. Ở nhà tắm tự nhờ trượt chân ngã xuống người chân thương sợ khí chết. Cái đúng không? Chết một cách vô duyên vậy đó. Hay là thậm chí nằm trung do chết, thậm chí chán quá đi nhậu rượu xì can chết. Chết một cách vô duyên vậy. Cuộc đời mình không có cái chết không có ý nghĩa gì hết. Cho nên người ta gọi chết có cái nó nặng tựa thái sơn, nhưng có cái chết nhẹ tựa lông hồng. Vậy tại sao chúng ta thấy đời là vô thường, chúng ta không thấy rằng mình phải chết cho đạo? Mình cứ đi học đi, mình học mà nó có chết nữa mình chết vì đạo. Còn hơn á là mình ôm cái xác này, mình sợ hãi đủ thứ rồi mình chết ở trong cái phàm phu tục tử, mình chết trong cái trầm luân hay ho gì đó. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng ta học cái giáo pháp vô thường này chúng ta không sợ, và chúng ta thấy cái thân này không đáng là gì hết, thì nói thế không nghĩa rằng là chúng ta bỏ nó, phí nó, mà không sợ để chi, để chúng ta sử dụng nó một cách hợp lý, gọi là dùng trí não để sử dụng cái thân này một cách trong chánh, làm sao cho nó tạo ra được nhiều phước thiện, nó tạo ra nhiều cái duyên cho chúng ta giải thoát sanh tử luân hồi.
Đó là điều quan trọng nhất. Phát khởi cái tâm mạnh lên. Ngài còn dạy: này các nhân giả, thân này không phải là chỗ đáng nương tựa cho người minh trí. Người có trí không xem cái thân này là cái chỗ đáng để nương tựa. Chúng ta hàng ngày cứ nương tựa vô thân này là anh bị làm cho báo vợ nó là hàng đầu. Ngược lại không phải là chúng ta bỏ phế nha, tại không kinh điển cũng không dạy chúng ta bỏ phế, mà chúng ta từ từ chúng ta nhận ra nó không phải là cái chỗ chết thật, không phải là chỗ vĩnh cứu, cho nên chúng ta phải tìm kiếm một sự nương tựa khác. Cũng giống như Đức Phật đã thấy Thái Tổ Tôn Đạt Đa thấy rằng là gì, là cái hạnh phúc của thế gian, cái hạnh phúc của vương quỷ, cái hạnh phúc của thế tục á, nó không có trường cứu, không vĩnh viễn. Cái hạnh phúc nó chỉ giá tạm, và không khéo nó rơi vào chỗ thương đau. Do đó mà Ngài muốn đi vào một cái hạnh phúc vĩnh cứu, do đó mà Ngài xuất gia. Chứ không phải rằng là Thái tử không thương cha, không thương mẹ, không thương vợ, thương con. Cái tình thương nó hơn đó nhiều, nhưng do cái trí không chấp nhận được rằng là tất cả nó sẽ hủy đổ. Vậy cho nên phải nhanh chóng tìm ra một con đường giải thoát, một con đường chấm dứt đau khổ thật sự. Thân này như đống bọt không thể vót nắm. Chúng ta cứ nghĩ đi, tất cả hạnh phúc, thành công, thất bại chúng ta có nắm được không? Thậm chí cái nỗi đau mình nắm cũng không được, buồn nắm cũng không được. Nó như cái gì đó như có như không, mà nó quấy nhiễu mình điên đảo. Thân này như bấm nước không tồn tại lâu. Cái bấm nước là gì hả? Gọi là cái bấm nước á, trời mưa xuống nhỏ xuống cái bồng bóng nó nhảy lên cái nó tan liền. Nếu trong cái tầm nhìn vô lượng kiếp thì thấy thân mình là như vậy đó, nó thoáng qua cái mặt, thoáng qua cái mặt. Vậy mà chúng ta là cứ kỷ niệm này kỷ niệm nọ, hết cái kỷ niệm này, hết cái gì cái kỷ niệm sinh nhật, rồi chết rồi tới dỗ nữa. Sống thì ăn sinh nhật, mà chết thì ăn dỗ. Không thì mình cách giác ngộ giải thoát, mà cứ lần quần vậy đó. Chúng ta ngồi quán, ngồi nhâm mắt quán cái thân mình đằng sau, nó nhanh chóng, nó giả tạo, nó thoáng cái mắt, giống như cái bừng bấm, nổ lên cái mắt liền. Rồi, thân này như quán nắng bốc lên từ khát vọng yêu thương. Câu này hay vô cùng. Cha mẹ ân ái, khát vọng yêu thương. Nó như là gì? Là lửa nhiệt của dục. Và chúng ta nương gá vào đó tạo ra thân này. Có phải rằng giống như là cái sức nóng nhiệt của mặt trời chiếu xuống ở sa mạc, và chúng ta nhìn xa có một cái quán nắng giống như là nước, và cứ tưởng chừng đang tới để tìm nước, khát nước, tìm đến nước, càng tìm càng không thấy. Như vậy đủ thấy rằng nó lừa chúng ta, nó giả, chúng ta không giác ngộ được bởi sự chướng ngại này. Những công án như vậy, chúng ta cứ chiêm nghiệm từng công án. Cầm một cái báo béo trên tay mà không biết rằng ngay lâu nay có đọc hay không. Có đọc không? Được mấy người đọc? Có đủ can đảm vô tay lên không? Đó. Cũng có đọc chứ. Chắc cũng đọc được nửa trang. Hả? Nó không thấm. Giờ cho nó nghĩ gì mà nó không thấm. Ngồi nghĩ ra chứ. Cứ ngồi nghĩ chứ. Sao mày nghĩ làm sao mà đi chợ búa đồ nấu ăn, sao nghĩ dối mà sao đây lạ quá. Dạ cho mày cần thầy. Dạ mày khi nào giận thầy không? Đó, nó lộn ngược cũng xui vậy đó. Người mình nói gọi là điên đảo đó. Cần thầy mà giận thầy. Giận nghĩ bữa cần nữa. Mà đặc biệt là chết hộ niệm là phải cần vụ đó nhất á. Cái đó, lạ kỳ, học đạo gì lạ. Thân này như cái chuối ruột không lỗi chắc, nó vô thường, nó huyễn hóa như cái cây chuối, cứ lột từng bè tới ruột ở trong nó xẹp lại không còn hết, tìm không ra được cái chắc thật của nó. Thân này như huyễn hình thành bởi ý nghĩ điên đảo. Thân này như giấc mộng, như hư vọng, do hư vọng mà thấy có,
như giấc mộng, giống như chúng ta nằm chiêm bao ấy, chúng ta thấy cái này, thấy cái kia, nghĩ cái này, nghĩ cái nọ. Thân này như gì? Như bấm theo duyên mà là nghiệp mà có. Như bấm theo duyên. Bây giờ chúng ta chết cái bắt đầu ấy, là cái nghiệp nó dẫn đi. Dẫn đi kiếm chỗ nương vô để kiếm một thần khác. Mà cái sức mạnh của nghiệp là cái vô hình, nó không sờ mó được. Vậy mà lấy hai cái yếu tố vật chất, đó là tinh cha huyết mẹ, nằm ở trong cái bụng mẹ, cái yếu tố đặc biệt đó, có cái hơi ấm trong bụng mẹ nữa, yếu tố đặc biệt đó lại nương gá cái nghiệp đó vô. Rồi từ cái nghiệp mà, cái nghiệp đó bắt đầu gom thâu những cái chất khác, cứ thế dần dần lên và nó phát triển lên. Và cái nghiệp của mình là gì? Thấy người ta nói cái mình chí cái, rồi mình thấy khó ưa cái mình liếc xéo mình nhìn à. Rồi sao? Rồi thế là nó vô, cứ nghĩ được liếc xíu là hay á. Rồi thế là nó vô trong bụng mẹ, nó chiêu cảm ra con mắt liếc xíu, để ra lê mọc, đúng không này? Nghiệp nó chiêu cảm nhá, nghiệp nó chiêu cảm. Hay là mình ồ, công nhận cái nước da vàng vàng, cái lông mũi tẹt tẹt thấy đẹp ha, thích như vậy cho mình đầu thai Việt Nam á, phải không? Cái chuyện nó rõ ràng như tâm mình thích hết chứ, mình thích rồi mình vô cũng cũng tinh cha huyết mẹ cũng giống nhau như vậy, nhưng mà nó phát triển lên nó lấy cái chất làm sao mà tự nhiên ra da vàng mũi tẹt này, nó lấy đúng cái nghiệp của nó cho nó không có thêm, không có thêm đó. Rồi khoa học nó phân tích cái này, nó phân tích cái kia, do cái này, do cái nọ, nên không thấy rằng có một cái động lực đó là nghiệp, cái sức mạnh, cái sức dẫn của nghiệp một cách dễ sợ lắm. Thân này như bấm theo duyên là nghiệp mà có đó. Thân này như gì? Như tiếng vang tùy theo nhân duyên. Cái tiếng chuông mình gõ bon vang đi, tức là tùy theo nhân duyên. Cái duyên gõ mạnh, gõ yếu, gõ thế nào thì cái tiếng nó vang ra như vậy, vang xa vang gần, nó rất nhiều cái duyên khác phù, nó quyện lại nó mới ra được cái tiếng khác nhau à. Thân này như cái gì? Như cái đám mây trôi chợt biến chợt diệt, như đám mây trên bầu trời vậy đó. Nó theo nghiệp nó tụ lại ra cái hình dáng gì đây chút xíu, cuồn á, hết cả duyên tan liền. Cũng vậy, đi trong vô lượng kiếp, trôi chỗ này trôi chỗ kia, thấy cha mẹ họ đang vui vẻ tự nhiên nhào đầu vô, mà ta xui dễ cỡ họ tự nhiên nhảy vô, nhảy vô chỉ ở lâu đó, ta 9 tháng 10 ngày lâu lét đó rồi mới nhảy ra. Nhảy ra tướng mày hay ho gì khóc răng bằng hết à, người này phải lo cho cái này, người kia lo cho cái kia, rồi lớn lên rồi đủ thứ gom lại rồi bắt đầu á, ai mà biết làm thiện chút cũng được, còn không thì cứ tìm cách hưởng thụ. Hướng một chạp rồi cái tới lúc của nó rã ra cái màn nghiệp đi tiếp, y như bầu trời vậy đó, y như mây nó tù lại nó tán rất là nhanh. Chúng ta nhìn ở một cái nhìn của 50-60 năm thì thấy cuộc đời mình có vẻ dài, nhưng mà chúng ta đứng cái phương diện thời gian như chư thiên của trời thì nó thấy tuổi thọ mình tồn tại như một cái chớp mắt. Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài ngồi im này, có người mời ngài ăn đĩa trái khoai lang, ngài gật đầu, rồi cái ngài nhắm mắt lại mở ra thấy trái khoai lang nó lên móc. Ngài nói ủa sao mời em mà mời trái khoai lang lên móc, thì thị giá mới nói rằng ngài đã ngồi im 7 ngày đi. Tức là thời gian trong định á nó nhanh lắm, tại ở trong định. Cũng giống như chúng ta ngồi học mà chúng ta thích thú tập trung vô cái bài học á, chúng ta thấy ủa sao gần giờ hồ hết rồi, mà chúng ta nghe ông thầy mà nói mình chán nha à. Mình ở nhà du dí, mình tới chùa tự nhiên ông thầy cũng dạy cho mình tức lên. Tức là mình chưa học đạo thì mình không tức, mà mình học đạo mình nổi nóng tài vậy chứ. Thì tự nhiên mình thấy cái thời gian nó lâu lắm, thời gian sao mà nói sao không hết giờ ta rồi à, nó như vậy à. Hỏi thầy tụng kinh cũng vậy thôi, thầy tụng kinh mà thầy cứ thầy lật cái mấy trang rồi, còn mấy trang nữa hết, mới mấy ra cô thứ mấy giờ hết tụng kinh,
Nhắm mắt lại, tụng lốc lách mở ra, ủa sao tụng mới năm phút rồi? Tức là tại vì là cái tâm mình không muốn tụng kinh, thành ra mình mới thấy như vậy. Nhưng mà khi mình say sưa với cái lời kinh đó, ủa hết giờ rồi. Như vậy thì cái thời gian định nó cũng vậy. Chúng ta thấy cái cảm giác mà lâu mau đó toàn bộ là ảo giác, là hư huyễn đó chứ. Thân này như đám mây, chợt biến chợt hiện. Thân này như ánh chớp lấy, thoáng chốc tiêu tan. Quán chiếu từng câu, hồi nào đó tự nhiên cái nằm ngủ nghĩ sao đó, rồi trơ trứng lấy thức dậy, lấy cái quyển Di Ma Cật Sở Thuyết rồi đọc lại. Thầy nói trơ trứng là sao? Tức là thỉnh thoảng lắm, không dở thì trơ trứng đâu. Nói vậy này, chúng ta biết là thầy hiểu rõ các vị tới mức nào à. Ghi dối lắm, khi chữ đầy hết á, giờ dục xó đấy. Bởi sao lấy ra ghi tiếp. Giống như là thầy cũng vậy, mình học cần mẫn lắm. Mà lo thi thế thì cái gì? Con người chưa học mà hỏi, thưa thầy, có thi không? Môn thầy có thi không? Mới học có một bữa là hỏi có thi không? Thân này như gì? Thân này không chủ thể như đất. Cho nên nói rằng cái thân này có ai tạo ra, có ai một cái đấng quyền năng của nó tạo ra thân này là không đúng đâu nghe. Phật Pháp cho rằng là gì? Vạn pháp duyên sanh duyên diệt. Không có ai làm chủ thể hết, là sức mạnh của nghiệp nó dẫn dắt, chi phối, chiêu cảm, chi vậy thôi. Nó không chủ thể, nó như đất vậy đó. Thân này không tự ngã, nó như lửa. Lửa nó không có một cái hình dáng cố định, nó biến cách này, nó biến cách kia, không có một hình dáng nào nhất định hết. Thân này không thọ mạng, như gió. Gió nó không có tuổi thọ. Nói tới cái thọ mạng là mình chấp trong cái thời gian không gian. Nhưng ở trong một trạng thái khác, chúng ta thấy như cùng phù du vậy đó, thoáng vàng cái là mất liền. Thân này không có người, như nước. Nó như nước vậy đó. Tất cả những cái chú thích trong này quý ngài đã nói rất là rõ rồi. Thân này không thật, bởi vì nó lấy bốn đại làm nhà. Bốn đại làm cái chỗ ở của nó, đất nước gió lửa làm chỗ ở của nó. Ở trong đó không tìm ra cái gì là ta, là của ta hết. Thân này không, gọi là rỗng không, không ngã, cũng không ngã sở. Không có gì là của ta, là ta, là của ta. Nó là một khối rỗng không. Quán chiếu từng điều này thì chỗ nào mà buồn nữa, cái nào mà phiền nữa. Và đã không buồn phiền thì dĩ nhiên là không có khổ. Và không có khổ thì sao? Thì đó là niết bàn an vui chứ gì nữa. Ngay chỗ đó là tự nhiên niết bàn liền. Lần trước thầy đã đưa ra một ví dụ. Chúng ta hồi nào đó tự nhiên mình khởi ý lên, mình muốn làm Nico chạy tắt bên bờ suối. Cái mình ra mình sôi cái mặt mình lên trên cái mặt nước hồ thế nào sao. Cái mình thấy đẹp quá. Rồi cái lá vàng nó rơi xuống, nó làm cái nước lao trao. Thấy cái mặt mình đứt khúc đứt đoạn. Mình thấy mặt mình nó xấu xí như con ma. Phải không? Nó không còn cái diện mạo nữa. Và khi nào mà mình thấy cái gương mặt mình nó đẹp trở lại? Đúng rồi, khi nước đứng yên. Vậy thì cái tâm mình nó đứng thì mọi thứ đẹp. Mà cái tâm nó vọng như sống thì bắt đầu phiền não nhân đó mà sinh. Và phiền não sống cũng không thể rời nước được. Và cũng không có, nó cũng không có tìm, nếu như nó phán xuống cũng không thể tìm cái dấu vết của sống ẩn ở trong nước như thế nào. Phải vậy không ạ? Không tìm ra dấu vết. Như vậy rõ ràng là gì? Phiền não tức là bồ đề. Đúng chưa? Thấy không? Hiểu chỗ đó mới nhận ra được chân lý là phiền não tức là bồ đề. Khi mình chưa hiểu, mình đứng mình cãi. Tôi đang phiền não, Phật thanh tịnh là bồ đề, tại sao nói phiền não tức là bồ đề? Nói vậy là nói sai. Nhưng mà khi chúng ta hiểu chân lý này là chúng ta thấy. Về lấy pháp nhạc âm ra nghe lại đi. Hả? Có câu đó không ạ? Có câu đó chứ. Thầy viết như thế nào? Hả?
Sống gì? Sống chưa từng rời biển, sao mãi tìm đại dương. Chân lý phiền não tức là Bồ Đề ở chỗ đó. Bây giờ nghe câu đó mà hiểu ra, thì ra thầy nói em kinh ấy, chứ không phải hát chơi. Hiểu cái chân lý này với hiểu câu kia giống nhau thôi, ngôn ngữ trình bày có khác nhưng mà tư duy không khác nhau, chân lý không khác nhau, sở đắc sở ngộ như một. Thân này vô tri như cỏ, như cây hay là gạch ngói, nó vô tri. Tại vì khi nó chết rồi á thì nó vô tri thôi, người ta đốt nó đâu nói gì đâu. Thân này không động, chỉ chuyển động vì sức gió. Đây là một nguyên lý khoa học. Có 7 cái luân xa, và luân xa nó vận hành là gió, như là một cái chân chấm quay. Và từ đó mà các cái ngọn gió nó chạy như thế nào cho hợp lý để thân thể chúng ta nó vận hành. Từ trong cái sức của gió đó, nó đi qua gì? Nó đi qua huyết máu, và nó tạo thành lực của cơ bắp. Tất cả bắt nguồn từ gió đó. Mình trúng gió nhất mình nhất bảy ha. Cái gió nó đảo lộn đó. Ở phương Đông, y học phương Đông thì họ biết rõ điều này. Người ta có thể lấy một cái cây kim, người ta châm trong đúng cái huyệt thì máu không chảy. Người ta làm được. Người ta châm, mình mất cảm giác, mổ máu không chảy. Tây y mà mổ mà máu chảy hết, máu truyền vô. Còn Đông y nó mổ máu không chảy. Nhưng trình độ này ít có người đạt được, ít có người khai phá, cho nên nó không có phổ biến. Và thường thường là rất khó học. Nhiệt thì nó bắt đầu từ gió đó, nó chặn lại hết, thì ngay cả máu mà cũng đứng im lại, đừng nói lại chuyện gì khác. Thân này gì? Thân này bất tịnh vì chứa đầy ớ tạp. Chúng ta ráng học thêm chút xíu nha, cho nên không nó lỡ cỡ cái mạch. Bất tịnh chứa đầy ớ tạp, chán quá phải không? Thân này hư ngụy, tuy nhờ bởi tắm rửa y phục ấm thực, nhưng rồi sẽ trở về tàn hoại diệt vong. Thấy vậy đó, thấy tắm gội rồi ăn uống ẩm thực nó di chuyển qua lại, nhưng mà cuối cùng nó tàn vong rất nhanh, nó diệt vong rất nhanh. Thân này nhiều tai họa bị gây rối bởi 101 thứ bệnh tật. 101 là ý chỉ cho gì? Cho một đại. Còn nếu như là bốn đại biến hóa thì là 404 thứ bệnh tật. Nhưng 404 thứ đó nó sinh ra từ căn bản, và nó tương tác với nhau trở thành vô lượng bệnh tật. Nhưng mà căn bản là gì? Là vẫn là 404. Đây là nền tảng y khoa mà Phật ngày xưa cũng đã dạy rất rõ hết. Nhưng mà chúng ta ít có khai phá điều này, cho nên Phật học đó, nó đủ sức định hướng cho tất cả mọi ngành khoa học đó. Chỉ cần lấy ra những cái chân lý này và làm cái định hướng cho nghiên cứu, nó đều đúng đắn hết á. Thân này như cái giếng trên gò. Cái giếng trên gò là nó không có nước. Cái giếng ở dưới suối thì có nước, dưới hố có nước. Còn cái giếng mà trên gò này, nước nó có, nó tan nhanh lắm. Vì sức già bức bách, nay một chút mai một chút, già suy bức bách. Thân này vô định, nhất định sẽ chết. Thân này như rắn độc. Rắn độc là ý chỉ gì? Ý chỉ cho bốn đại đó. Nó rất là nguy hiểm, như là kẻ thù. Kẻ thù là chỉ cho gì? Nó chỉ cho cái uẩn, tức là nó tự nó chứa nhóm lại, nó tập hợp lại, rồi nó biến hóa trong này và nó đánh lừa chúng ta, và chúng ta không có nhìn rõ được chân lý vô thường. Cho nên nó giống như gì? Như kẻ thù. Thân này như xóm hoang. Xóm hoang là sao hả? Không có người ở. Mà không có người ở thì ai ở? Đúng rồi, giặc cướp nó ở. Cho nên ý nói rằng cái thân này là nó chứa nhóm cái giặc cướp gì? Cướp cái gia tài phúc đức, cướp cái gì? Cướp cái sự giác ngộ. Nó cướp đi cái trí tuệ chúng ta. Tại vì sao? Bởi vì cái hành vi sai trái của nó, và nó cứ thích thú hưởng thụ, nó cứ luôn luôn đòi hỏi sự hưởng thụ. Do vậy nó giống như cái gì? Nó giống như sống hoang. Ở trong đó ẩn tàng cái gì? Giặc cướp. Nó được thành lập bởi uẩn, bởi các uẩn, các giới và các xứ. Thôi thấy thân này quán chứ tới đây là muốn đi chết ta rồi. Nhưng mà không, Phật học không bao giờ làm chuyện đó nghe không?
Phật học đưa ra một cái tình huống để sau đó giải quyết nó bằng cách nào. Cho nên giống như đập phá đi một cái gì, cái nhà tranh mà xây ra một cái nhà ngói, chứ không có đập cái nhà tranh rồi ở trên nền đất. Giảng cũng vậy, không dám bỏ chỗ này, không dám cách ra làm hai bữa mà phải nói liền lập tức, không khéo hiểu sai, đủ cái thân này như vậy thì mình coi thường nó, mình huy độ nó là một sự sai lầm. Chư nhân giả, thân này đáng chán như vậy, ta nên cầu thân Phật. Đó, cái hướng mở ra thấy không? Biết như vậy cho nên chúng ta cầu, mà cầu Phật thân thì sao? Vì Phật thân tức là pháp thân sinh từ vô lượng công đức và trí tuệ. Muốn công đức thì phải làm, muốn trí tuệ thì phải học. Sinh từ gì? Giới định tuệ giải thoát tri kiến. Sinh từ gì? Từ bi hỷ xả. Sinh từ bố thí, tùy giới, nhẫn nhục, nhu hòa, cần hành tinh tấn, thiền định giải thoát tam muội. Sinh từ gì? Từ đa văn trí tuệ, các bà làm mật. Sinh từ phương tiện, sinh từ sáu thông, sinh từ ba minh, sinh từ 37 pháp trở đạo. 37 pháp trở đạo. Như vậy thì mình muốn cầu Phật thân thì mình phải sao? Mình phải tích tụ tất cả những cái thứ này lại chứ, nó mới ra Phật thân, phải không? Cho nên lúc bây giờ không sử dụng cái thân này để hưởng thụ nữa, mà sử dụng cái tạm bỡ này để tích tụ những cái gì? Những cái gì để trở thành thân Phật cho tương lai. Đó, mở một con đường như thế. Càng chán chừng nào lại càng tinh tấn, càng chán chừng nào lại càng tu, càng chán chừng nào là càng bố thí, càng hành phước thiện, chứ không phải càng chán ấy, là đi xem đi chơi cho hết chán, không phải như vậy. Càng chán là càng hành trì. Sinh từ ba minh, từ 37 pháp trợ đạo. Sinh từ chỉ quán. Chỉ quán tức là cái phương thức mà dừng cái sự hoạt động và quán chiếu chân lý. Sinh từ 10 lực bốn vô sở úy của các vị Bồ Tát. Sinh từ 18 pháp bất cộng. Sinh từ sự đoạn trừ hết thảy pháp bất thiện. Hay nói gọn lại, Phật thân muốn có được thì phải chấm dứt tất cả những điều ác, mà ngược lại phải làm tất cả những điều lành, tu tập hết thảy pháp thiện. Sinh từ chân thật. Chân thật chứ không phải là gì, không phải là chân gỗ, chân gỗ tức là chân giá đó. Sinh từ sự không buông lung. Sinh từ gì? Từ vô lượng pháp thanh tịnh như vậy sinh ra thân Như Lai. Chán cái thân này, quán chiếu cho chán nó và phát cái nguyện vĩ đại để cầu cái thân tương lai. Đó là pháp thân thanh tịnh của Phật. Này các nhân giả, nếu muốn được thân Phật hầu chấm dứt hết thảy tật bệnh của chúng sanh, các ngài nên phát tâm cầu giác ngộ tối thượng. Đó. Đưa ra hai cái hình ảnh, một thân Phật thánh thiện như vậy và một thân phàm tục của chúng ta. Và muốn thoát ly nó thì phải khởi cái tâm gì? Cầu sự giác ngộ tối thượng của Phật. Nhìn rõ điều này mới phát khởi được. Trưởng giả Chi Ma Cật giảng pháp cho những người đến thăm bệnh như vậy, khiến cho vô số nghìn khách viếng phát tâm Bồ Đề vô thượng. Chúng ta dừng ở đây. Kính thưa được quý vị, cho thầy xin mấy phút. Buổi học hôm nay chúng ta dứt ngắn đây, và cái việc này không liên can tới việc học, cũng chẳng liên can tới việc Phật học, nhưng chúng ta tắt cái máy được rồi, chúng ta có một cái nhân duyên.